em các bác nhé em vẫn sẵn kho hai miền nam bắc tấm pin long 445 w anh em nhé đấy 445 w 545 w giá từ 1 triệu sáu trăm nghìn thôi đây là những cái đơn mà chiều nay em chuẩn bị cho lên đường đây anh em này ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy thôi anh em nhé đầy các loại đơn đầy đấy cứ việc là lên đường thôi ok đã đấy à, chiều nay thì em nói về mấy cái mà em vừa mới thanh lý được anh em nhé vừa mới thanh lý được đấy à, em thấy có cái đẹp nhất thì nó là cái cái này này anh em này cái pin long di à đâu <laughs> chết suốt ngày long di vision cái này nó là pin nhưng không phải ác quy anh em nhé pin nó rất nhẹ đây hộp hộp giấy của nó vẫn còn này đấy mã cốt mã vạch của nó vẫn còn nguyên nếu anh em mình sử dụng ios thì mình quét cái này còn sử dụng uh, uh, samsung hay là các cái hệ đồng hành android thì quét cái này đấy khi mà quét cái này nhé thì nó có cái app app 4.0 bluetooth đây này, này đấy anh em mình có thể là theo dõi được pin pin như thế nào đầy vơi như nào cao thấp béo gầy như nào biết tất anh em nhé đấy à, thứ nhất là quả pin này à đây ngày tháng ngày tháng của nó là tháng 10 năm 2023 anh em nhé mới dùng được có gần được năm nhưng mà dùng ít lắm em tí nữa em sẽ lấy cái máy em bật cho các bác xem là 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 nội dung của nó là pin gì và như thế nào bao nhiêu ah như nào anh em nhé các xe có lệch không ok đấy tiếp theo là một sản phẩm nữa cũng lại một con thạc thần thánh này một sản sản phẩm thạc thần thánh Đúng rồi Uh, em cũng thanh lý được các bác ấy lên đời cao hơn đấy lên từ thần 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 thánh sang đến sum <laughs> rồi, giờ chuẩn bị rồi, có khi lại bán sum di để lên nắc power thôi mà cái cơn nghiện nó lên thì vật thì ghê lắm anh em nhé đấy và sản phẩm thứ ba là một cái máy kích 24V lên 220 anh em nhé cái này thì hôm nọ em chạy thử rồi chạy thử thì chạy vẫn ok nhưng mà cái quạt lại không quay đấy, không biết như nào thì bác đây tem mát vẫn còn nguyên chưa động chạm À, chạy thử thì chạy vẫn bình thường đấy nấu cơm vẫn được nhưng mà quạt gió thì không quay Thế anh em nào mà hợp nhãn mà biết nghề một tí thì sửa anh em nhé rồi ok đấy là ba thứ đấy à, thì để nói đến cái thứ đầu tiên thì em sẽ lấy cái máy vào đây và quay cho anh em xem là à, sử dụng phần mềm của nó như thế nào anh em nhé đấy ok anh em à, sau khi mà mình đã tìm được thì nó sẽ như thể hiện là thế này và mình bật nó lên đấy sau khi mình bật thì mình ấn ok đấy ấn ok thì mình thấy nhá pin đang 100% này 103 h này đấy các xeo nó như thế nào mình biết hết đây mình có thể là bật sạc hoặc bật xả uh, sạc thì là như cái này là mình bật 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 thì nó on lên còn tắt thì nó off đi đấy đây là đang ở chế độ bật thì khi, chỉ khi nào mình bật lên thì nó mới cho sạc và cho xả nhé mình muốn bật uh, đi sạc là xả thì mình tắt sạc đi tắt xả đi thì nó sẽ không xả tắt sạc đi thì nó sẽ không sạc đơn giản vậy thôi đấy à, còn các xeo mình muốn biết là là như thế nào đấy không phải không an đang không sạc không xả gì hết đấy 13,33 v nó hiện hết 100 pin vẫn đạt 100 anh em nhé Và sao đây Cell số 1 là 3,37 Cell số 2 là 3,335 Cell số 3 là 3,333 và cell số 4 là 3,335 đấy chẳng có cái xe nào mà lệch clip gì cả Ok anh em nhé và giá của cái cục pin này giá của cái cục pin này là 3 triệu 500 nghìn anh em nhé đấy 3 triệu 500 nghìn 103 h anh em ạ đấy, pin 103 h 3 triệu 500 nghìn pin của hãng Uh, Vision, anh em nhé, pin của hãng Vision Nó rất nhẹ, cái này thì năm ngoái bán chạy lắm Năm nay thì không có bán đâu Đấy, nó rất nhẹ, anh em, mình có thể là để lưu trữ này Để năng uh, lượng mặt trời và những cái việc khác, ok anh em 12V, đấy, 12V 100Ah đây này, pin của hãng luôn FP 12V 100Ah, pin lithium-ion-phosphate battery Đấy uh, 100Ah, 12V, ok chưa Đấy, dòng sạc, dòng xả anh em, mình cứ xả Độ khoảng, uh, sạc độ khoảng À uh, 15 đến 20A, xả thì được khoảng 5 70A thoải mái, 5 nó khoảng 500W ví dụ thế, 500W quay đầu thì con này quá bền luôn. Ok nhá, giá 3 triệu 500 000 Đấy, 100H hàng hãng luôn anh em. Thế còn con máy này, máy này là máy sạc thì em thấy là sạc bình thường. Sạc bình thường có giá của nó là 850 000 Thì anh em mình nếu mà sử dụng lâu rồi biết kênh của em lâu rồi thì anh em mình sẽ biết được cái chất lượng của con này, con gọi là sạc thần thánh của nó tuyệt vời lắm ok nhá anh em ạ. Đấy, nó nhận tấm pin từ đây, Model đen của nó là mô đen của nó là MPPT controller này nó là cái điều khiển sạc đấy Q12448 B 45A điện áp hở mạch đầu vào là từ 23 đến 180V điện áp ra là có thể sạc được 12 24 36 48 và tự động hết đấy nó sạc đến 60V và dòng của nó là 45A đấy gọi người bọn anh em vẫn gọi là sạc thần thánh Ok vẫn hoạt động bình thường đấy à, và giá của nó là 800.000 anh em nhé 800.000 cho một cái sạc thần thánh này cũ này ok anh em nào mà tài chính còn non yếu muốn đam mê năng lượng mặt trời mà tài khoản chưa cho phép thì quật con này anh em nhé rồi bóng dính còn chưa bóc này anh em quá đẹp luôn quá mới luôn ok bóc luôn đấy là sản phẩm thứ ba em giới thiệu với anh em là con kích xua 1500 w này Hỗn loại chạy rồi chạy rồi nhưng mà thấy vẫn chạy bình thường nhưng mà cái quạt nó lại không quay không biết là đứt rác quạt hay là chết quạt như nào thì không biết để các bác nào biết ngoài vòng vạch tí rồi về hãng mua nhá 800.000 luôn 24V 1, 500 VA anh em mình nấu cơm thoải mái Ok đấy uh, tem vẫn còn chưa bóc này đấy vẫn còn ok lắm bật cái vẫn chạy bình thường nhưng chỉ có là không thấy quạt quay anh em mình có thể chế cho nó một cái quạt ngoài hoặc là sửa cái quạt Ok anh em nhé Rồi Hôm nay là chiều nay làm giới thiệu chỉ có 3 món thế thôi thanh lý 3 món như thế này anh em nhé ba món cho anh em đam mê đấy sở hữu là uh, pin 100h 12v là 3 triệu 500.000 này sạc thần thánh 800.000 và một uh, 1500V uh, Ampere là 12, à, 24V luôn anh em nhé 24V nên 1 1500 Ampere đây 24V đến 220V giá của nó là uh, cũng 800.000 luôn đấy bán chơi luôn cho anh em Ok anh em có nhu cầu mua những cái uh, đồ hàng thanh lý này đối với cái pin này vẫn còn đấy anh em nhé vẫn còn hộp giấy này xốp giấy vẫn còn đầy đủ đấy cả kể cái, cả, cái là cái cái giấy quét mã vạch này vẫn còn đủ luôn đấy bác chủ bác ấy vẫn còn giữ gìn như thế Ok anh em có nhu cầu mua những cái món thanh lý này Vui lòng liên hệ 0989 971 780 Ok anh em nhá